làm tôi hết cả hồn. Đưa rượu đây. Không. Đưa cái chai rượu đây. Không. Thôi bà, có bao nhiêu rượu của tôi bà vứt hết đi rồi. Đây tôi phải vừa phải ra hàng tôi mua đấy. 50.000 của tôi đấy. Hồn quá. Ôi trời bà. Cái phần 50 tôi không cho uống nhá. Ok. Ở bà ấy bà đừng làm thế. Này, bà là vợ tôi nhá. Bà cư xử với tôi như thế là hơi quá rồi đấy. À, tức là tôi giữ sức khỏe cho chồng thì ông bảo là hơi quá gì? Đây ông uống đi, uống thì mang bệnh tật vào người uống đi. Bà đi đây. Úi trời, cả lâu nhá. Vợ mày còn quá quắt, quá đáng, quá thể. Bà vừa phải thôi. Ông đừng có nói to với tôi nhá. Quá đáng. Tôi lo cho ông mà ông quát tháo tôi thế à? Chồng mới chặt con. Ủa, sao thế? Quá hai ông bà già sao lại to tiếng thế bao giờ? Khổ lắm cơ. Thế bây giờ cô hỏi cháu nhá. Bây giờ cô cấm ông ấy uống rượu, có tốt cho sức khỏe không? Đúng không? Bây giờ lại nghiện rượu xong còn hút thuốc lào, có khỏe đâu, đúng không? Thế bây giờ ốm đau ra đấy thì ai hầu khổ thân ông ấy trước ấy chứ. Đúng là như thế rồi, nhưng mà cô lo là chưa đúng cách đâu. Bây giờ thì anh chú ấy đang nghiện như thế đúng không? Ừ. Cô cấm tiệt phạt không được uống giọt nào. Thế làm sao mà ai chịu được? Chú ấy, bây giờ là mình phải dùng cách nhỉ? Lạt mềm buộc chặt. Lạt mềm buộc chặt á? Thế như nào? Cháu hỏi cô nhá. Cô cấm chú ấy, nhưng chú ấy vẫn đi ra ngoài mua rượu đây, đúng không? Đúng rồi. Thì vừa không quản lý được là chú ấy uống bao nhiêu rượu, vừa không biết là rượu chú ấy mua có đúng chất lượng, có tốt không, đúng không? Thì tốt nhất thì bây giờ cô ngâm cho chú ấy một bình rượu. Này, cô mày chưa bị dở hơi nhá. Vớ vẩn, còn ngâm rượu cho chồng uống thì quá tiếp tay cho ông ấy ạ. Khổ quá, cháu bảo cô này, cháu là đàn ông, cho nên cháu rất hiểu tính cách của đàn ông. Cô cứ ngâm cho chú ấy một bình rượu thật tốt, thật bổ vào, xong cứ đến bữa, cô rót cho chú ấy một hai chén rượu thôi. Thế là chú ấy vừa được uống rượu điều độ, cô lại vừa quản lý được là xem chú ấy uống bao nhiêu, đúng không? Ừ, nghe có lý đấy, mà kiểm soát được ông ấy đúng không? Đúng rồi. Được, cô sẽ nghe cháu. Nói thật với bà nhé, hôm nay tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất. Mà đúng là từ ngày tôi lấy vợ ấy, tôi mới thấy là bà là người vợ tuyệt vời tâm lý. Cháu nghe đến chú còn nịnh vợ đấy nhé. Chú nịnh vợ chú chứ chú có nịnh vợ ai đâu mà sợ nào. Và hơn nữa nhé, vợ chú là một người vợ xứng đáng được nịnh. Này, cô của cháu nhá, ngâm hẳn cho chú một bình rượu ổi đây này. Tự tay cô ấy ngâm đấy, tuyệt vời chưa? Quá tuyệt vời luôn, chú đúng là người đàn ông hạnh phúc. Thơm lắm. Ôi giời. Ô, đã đến bữa đâu rồi? Để này, uống thử một chén đi. Thôi, cháu đi có việc bây giờ. Rượu cô cháu ngâm đấy. Cháu biết rồi. Tuyệt vời thơm. Nhưng mà ông phải nhớ nha, mỗi bữa chỉ một chén đấy thôi cho nó khỏe nha. Tôi nhớ mà. Ừ. Cái chỗ này là để dành vào đây để uống dần. Vâng. Để đây. Cứ uống điều độ người. Tôi hứa với bà, có cả cháu Đôn đây, bữa cơm hôm nay ấy, là tôi chỉ uống từng này thôi. Rồi. Và từ nay bữa cơm nào tôi cũng chỉ thế thôi. Tốt quá. Rồi, thôi bây giờ ông đi lên tắm đi, tôi nấu xong cơm rồi đấy. Thế tôi cứ để chén rượu đây nhá. Rồi rồi. Bà trông chúng tôi đấy. Rồi. Được quá. Tắm xong xuống luôn nhá. Ngon thế này mà chỉ được có hai ly nhỏ thì. Vẫn nghiện rượu thế này. Ôi
sao chú lại say à? Này này, uống bao nhiêu là rượu đấy cháu này? Tại cháu ấy cứ bảo là cô ngâm rượu cho ông ấy uống ấy. Chú Chí, sao đấy? Không xong rồi cô ơi, đưa chú Chính đi viện ngay. Ôi ôi, thế này là không được rồi. Đấy, chú đi rồi đó. Đấy, may chưa? Ngồi xuống đây. Ông thấy may chưa? May là phát hiện ra đấy nhá. Đưa đi cấp cứu kịp thời. Chứ không hôm nay ấy, là ông mất mạng rồi đấy. Cứ rượu. Thôi được rồi, bà đừng có đay nghiến tôi nữa. Ở trong bệnh viện thì bác sĩ đã giảng giải, tôi đã hiểu rồi thì thôi. Bác sĩ nhá, dặn tay bên này sẽ sang tay bên này. Thế là ngủ xong một đêm, thôi dậy sáng là tu rượu tì tì lại trở lên từ đầu. Không, tôi nói thật, tôi biết sợ rồi mà. Thật không? Thật. Không quên lời bác sĩ dặn đúng không? Bác sĩ dặn cái gì là tôi nhớ như đinh đóng cột ở trong nào, đầu tôi rồi. Nào bây giờ ông nhắc lại tôi nghe. Đây nhá. Bác sĩ dặn là hạn chế uống rượu bia. Mà nếu có uống rượu bia ấy thì không nên uống trong một cái thời gian ngắn với một cái lượng nhiều. Đúng chưa nào? Đúng. Và còn nữa là không được uống rượu bia quá với sức chịu đựng của cơ thể mình. Ui trời ơi, quá đúng. Chứ sao? Tiếp. À, đây này, tuyệt đối không được dùng các loại lá cây, rễ cây để mà ngâm rượu. Đúng rồi. Và đặc biệt là cấm không được dùng nội tạng động vật để ngâm rượu khi mà chưa biết rõ độc tố của nó. Ôi trời ơi, quá chuẩn. Chuẩn nhưng mà vẫn còn thiếu. Bác sĩ còn dặn ấy là từ bây giờ chú không được uống những cái loại rượu bia mà không rõ nguồn gốc mà có chứa nhiều cái cồn công nghiệp ấy. Nguy hiểm lắm ấy. Chú nhớ rồi. Này này mày, đồn nó nhắc tôi mới nhớ ra đấy. Cái bình rượu ổi ngâm của tôi ấy hay là rượu kém chất lượng nhỉ? Ông uống nhiều quá nên ông mới bị ngộ độc. Thôi, bây giờ nhất trí như thế này nhá. Từ nay trở đi không được uống rượu bia. Nhất trí không? Vâng. Boganic với tác dụng giải độc từ dược liệu dùng cho người suy giảm chức năng gan, đặc biệt do uống nhiều bia rượu. Nên đã có bổ gan cao cấp Boganic Premium, giải độc bảo vệ gan vượt trội.